Rồi, xin chào anh chị các bạn. Hôm nay em quay cái Tri Tông. Phải nói với anh chị các bạn là đây là phiên bản cũ ạ. Thật ra thì vì cái quy định bảo mật thông tin thì bọn em cũng chưa thể quay xe thực tế ở cái phiên bản 2024. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều hình ảnh chụp xe các bác chụp bên Thái Lan cũng công bố rồi đúng không ạ? Thì cũng đã bắt đầu nhận cọc cho phiên bản 2024 rồi. Thì em sẽ cập nhật nhanh cái thông tin về cái Chi Tông với các bác mà có nhu cầu đặt cọc trước, vì Chi Tông nó chưa công bố giá bán nhá, công bố phiên bản và cấu hình thôi. Chi Tông mới thì sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 9, 4 màu là trắng, cam, đen và xám. Ngoài ra chúng ta vẫn có 3 phiên bản, bản GLX một cầu, bản thấp nhất đấy, thì bản thứ hai sẽ là bản số tự động một cầu bản Premium và bản hai cầu sử dụng động cơ biturbo. Với các bác mà đặt cọc sớm thì khi mà chưa có khuyến mại về giá ấy, chưa công bố về giá ấy, thì là mình sẽ là tiến hành đặt hàng đúng không ạ? Thì mình sẽ được một gói phụ kiện chính hãng trị giá là 5 triệu, gói bảo dưỡng miễn phí 5 năm, bảo hành 5 năm hoặc là 100.000 km. Thì đặc biệt là các bác được gói bảo dưỡng miễn phí 5 năm. Thật ra thì nó cũng chưa có đầy đủ thông tin về cái gói bảo dưỡng như này. Tuy nhiên thì thông thường với bất kỳ một hãng nào, các bác đặt cọc khi mà nó chưa công bố về giá thì vẫn là cọc thiện chí thôi đúng không ạ? Mình hoàn toàn có thể deal cái điều khoản là nếu mà tôi cảm thấy không hợp lý về giá thì mình có thể cân đối đàm phán lại đúng không ạ? Nếu hoàn cọc có chuyện bình thường. Mình có thể cân nhắc về cái ưu đãi miễn phí bảo hành bảo dưỡng 5 năm, em thấy nó khá là hợp lý. Cái thời điểm này thì Chi Tông phong cũ đời mới thì gần như là hết xe rồi. Đây cũng là một trong những chiếc cuối cùng mà bên em bán. Đấy, nó chưa có giá bán thì em cập nhật nhanh qua thôi. Anh chị có nhu cầu đặt trước xe, xem xe thì có thể alo trực tiếp qua bên em nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.